Thưa quý vị, ông Vũ Đình Thái, ông Mai Văn Quảng và bà Lê Thị Thanh gửi đơn thư đến chương trình hợp thư truyền hình trình bày về việc không đồng ý với quyết định hỗ trợ bồi thường của thành phố Vũng Tàu khi bị thu hồi đất thi công dự án xây dựng khu công viên ao cá phường 2, thành phố Vũng Tàu. Trong nội dung đơn thư và gặp gỡ trao đổi với phóng viên, bà hội dân cho biết đất của ba hộ này có nguồn gốc từ ông Lê Văn Bông, khai phá năm 1976. Sau đó, ông Bông bán lại cho ông Vũ Đình Thái và để lại cho hai người con là bà Lê Thị Thanh và vợ ông Mai Văn Quảng. Ba hộ dân cho biết, nhiều năm qua, các hộ dân đã nhiều lần đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không được cấp giấy vì theo cơ quan chức năng thành phố, đất của các hộ này bị trồng lấn đất của một hộ dân khác. Ba hộ dân cất nhà và ở ổn định từ những năm 1990 đến nay thì được thành phố thông báo thu hồi giải tỏa để thi công dự án xây dựng khu công viên Ao Cá, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, theo ba hộ dân, việc hỗ trợ bồi thường của thành phố chưa thỏa đáng theo nguyện vọng của các hộ dân. Theo đó, ông Vũ Đình Thái cho biết, tổng diện tích đất của ông có 300m2. Hiện ông đã cất nhà và sử dụng 180m2, còn con ông cất nhà và sử dụng 120m2 nhưng theo quyết định bồi thường hỗ trợ thì toàn bộ đất của ông là đất nông nghiệp. Gia đình ông đông nhân khẩu nhưng chỉ được cấp 70 m2 đất tái định cư và gia đình ông còn phải nộp lại cho nhà nước 1,4 tỷ đồng tiền thuế. Đối với hộ ông Mai Văn Quảng, con rể của ông Lê Văn Bông, ông Quảng cho biết trước đây vợ chồng ông Bông cho 180 m2 nhưng thời gian qua ông đóng thuế đất bao gồm cả phần ao hồ phía sau trên giấy thuế thể hiện đất đóng thuế 180m2 là đất thổ cư. Nhưng khi thu hồi, ngành chức năng lại chia nhà và đất của gia đình ông ra làm hai phần để thu hồi, bồi thường. Nhưng tổng diện tích đất hai phần cộng lại cũng khoảng 110m2. Tiền đóng thuế cho hai phần đất này không giống nhau và rất cao. Ngoài ra, theo ông Quảng, ông hiện có một căn nhà khác nhưng diện tích chỉ khoảng 40m2 ở trên địa bàn phường 2, nhưng cơ quan chức năng căn cứ vào đây để không bồi thường hỗ trợ suốt tái định cư là không phù hợp vì gia đình ông hiện rất đông dân khẩu, vì hai con của ông đã lớn và lập gia đình. Đối với bà Lê Thị Thanh, bà Thanh và một người anh nữa đang sinh sống trong căn nhà được thừa hưởng từ vợ chồng ông Bông. Tổng diện tích nhà và đất là 180m2, nhưng chỉ được xem xét hỗ trợ bồi thường 135m2 đất nông nghiệp, không được xét tái định cư. Thưa quý vị, do ba hộ dân này có đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân thành phố nên phóng viên chương trình đã liên hệ với Thanh tra thành phố Vũng Tàu để tìm hiểu vụ việc. Thanh tra thành phố đã cung cấp các quyết định giải quyết khiếu nại của ba hộ dân như sau. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Đình Thái. Theo đó, sau khi rà soát các hồ sơ thủ tục và các quy định liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bác nội dung khiếu nại của ông Vũ Đình Thái đối với các yêu cầu xác định 72 m2 đã được thu hồi theo giá đất ở, không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính do thuộc hạng mức đất ở công nhận. Bồi thường bổ sung 78 m2 theo giá đất ở theo hạng mức trong phần diện tích 108,9 m2 đã được tính bồi thường theo giá đất nông nghiệp đình chỉ giải quyết nội dung yêu cầu hoàn trả số tiền 1 tỷ 418 triệu 400 ngàn đồng tiền truy thu thuế nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích 72 mét vuông đất ở mà chi cục thuế khu vực Vũng Tàu Côn Đảo đã thu theo thông báo số LTB 2371701 TK 00011460 ngày 10 tháng 7 năm 2023 Văn nguyên quyết định số 3311 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho ông bà Vũ Đình Thái, địa chỉ thu hồi 07 đường Võ Thị Sáu, phường 2 thành phố Vũng Tàu do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công viên ao cá phường 2 thành phố Vũng Tàu. Ngày 8 tháng 11 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thanh. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bác toàn bộ nội dung đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường toàn bộ diện tích đất nhà nước thu hồi 147 m2 là đất ở và giao một lô tái định cư. Giữ nguyên nội dung quyết định số 3310 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho bà Lê Thị Thanh, địa chỉ thu hồi đất số 05 đường Võ Thị Sáu, phường 2 thành phố Vũng Tàu, do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công viên ao cá phường 2 thành phố Vũng Tàu. Cũng trong ngày 8 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Mai Văn Quảng, bà Lê Thị Huỳnh Mai. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố bác toàn bộ nội dung đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi 226,4 m2, trong đó có 150 m2 tính theo giá đất ở và 76,4 m2 đất giá đất nông nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính với diện tích 26,9 m2 đất ở theo khoản 2 điều 6 và khoảng 2 điều 7, Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ, yêu cầu giao một lô đất tái định cư. Giữ nguyên nội dung quyết định số 3313 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho ông bà Mai Văn Quảng, Lê Thị Huỳnh Mai, địa chỉ thu hồi đất số 09, đường Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công viên ao cá phường 2, thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn, nên chúng tôi xin phép chỉ chuyển tải những thông tin chính về các ký nghị và phần phúc đáp của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đối với các kiến nghị của người dân về vấn đề thu hồi đất của dự án khu công viên ao cá phường 2. Về dự án đầu tư xây dựng khu công viên ao cá phường 2 thành phố Vũng Tàu, được biết ngày 14 tháng 9 năm 2023 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có buổi đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi giải tỏa để thi công dự án.